Chào bạn đọc của Sài Gòn Tiếp Thị. Như các bạn đã biết, trước khi chúng ta thực hiện bài tập thì thường thường là các bạn luôn luôn được nhắc câu là phải khởi động. Tuy nhiên, khởi động như thế nào là đúng thì chúng ta hãy cùng theo dõi hướng dẫn thực hiện từ huấn luyện viên Thanh Duy. Okay. Xin chào anh Thanh Duy ạ. Chào bạn Ngọc Dung, chào báo Sài Gòn Tiếp Thị. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khởi động đúng cách. Khởi động trước khi tập và khởi động vào buổi sáng. Thì khởi động là một bài tập rất quan trọng. Nhiều người thường có thể bỏ qua hoặc khởi động một cách sơ sài, nhưng mà khởi động rất là quan trọng. Nó giúp lưu thông máu huyết nè, giãn cơ và tránh hiện tượng chuột rút trong khi mình tập. Và để thực hiện đúng và đạt chuẩn thì hôm nay Ngọc Dung xin được đăng ký tình nguyện là một người không biết khởi động đúng cách như thế nào cả. Và với sự hướng dẫn từ anh sẽ chỉ cho Dung cái nào nên phát huy và những cái điều nào chúng ta nên điều tiết lại để thực hiện khởi động đạt đúng và chuẩn. Mời các bạn bắt đầu. Và bây giờ chúng ta cùng đến với động tác đầu tiên anh nhỉ. Ok, bây giờ Duy sẽ thực hiện trước, sau đó Dung thực hiện và Duy sẽ chỉnh sửa cho Dung động tác ok và hoàn toàn tốt nhất. Dạ, mời anh. Và bây giờ mời các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi động tác khởi động đầu tiên. Xin mời anh. Bây giờ mình sẽ làm động tác khởi động đầu tiên. Hai chân mình đứng song song, mở ra rộng bằng vai và mình khóa hai tay. Mình vươn mình đẩy thẳng hết maximum trên và nhón hai chân. Mình đứng khoảng chừng từ 5 tới 10 giây. Ok. Để Dung sẽ thực hiện và mời anh hãy hướng dẫn Dung là làm như thế nào và đúng không nhé. Okay. Như anh chị đầu tiên là hai chân rộng ra bằng vai. Đúng. Khóa tay lại. Khóa tay và mình vươn lên. Đúng rồi. Mình nhón không anh? Mình nhón vươn maximum luôn. Khi hai tay mình thẳng là đẩy cao maximum hết sức có thể. Lưng thẳng, người mình không lệch và đầu mình hướng về phía trên. Hít thở đều và mình thực hiện động tác này từ 5 tới 10 giây. Và bây giờ mời anh thực hiện động tác đúng chuẩn một lần nữa để mọi người được xem ạ. Hai chân mình rộng bằng vai, hai tay mình đang thật chặt để tránh tình trạng khi mình vươn hết cỡ nó bị xúc tay. Rồi, mình vươn lên hết cỡ, hai tay thẳng và mình nhón chân. Mình duy trì động tác này từ 5 tới 10 giây. Các bạn đã xem rõ rồi đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta cùng đến với động tác khởi động thứ hai. Thưa anh, vừa rồi là chúng ta đã thực hiện động tác vươn thẳng lên trên cao. Còn bây giờ tiếp tục là động tác khởi động nào ạ? Bây giờ mình sẽ tới động tác khởi động. Thay vì vươn cao, mình vươn qua hai bên thì nó sẽ giúp mình căng cái phần cơ lưng rộng và cơ eo. Dạ, mời anh thực hiện ạ. Cũng như nãy là hai chân mình đứng rộng bằng hai vai, tay mình siết và mình vươn qua bên trái trước và chân phải mình nhón lên. Cố gắng là đẩy hết, căng hết cái phần eo và cái lưng rộng. Mình giữ lại tầm bao lâu thì đúng anh? Mình giữ tầm 5 đến 10 giây. Dạ. Yeah. Và mời anh tiếp tục thực hiện cho phần quay của bạn. Ok. Bây giờ mình làm ngược lại vào phía bên tay phải. Và mình cũng giữ 5 đến 10 giây. Cố gắng căng hết cái phần eo và lưng rộng. Cho bạn Dung mình thực hiện. Dạ. Đầu tiên mình đứng hai chân rộng bằng vai song song với nhau. Thứ hai mình đang chặt hai tay mở ra và mình đầu tiên mình vươn thẳng lên. Rồi xong mình nghiêng qua phía bên tay trái. Mình nhón chân phải lên. Rồi mình cố gắng vươn maximum có thể. Mình không được lệch như vậy, mình luôn luôn thẳng. Ok. Maximum có thể là mình giữ 5 tới 10 giây. Và tiếp tục mình thực hiện bên còn lại, mình đưa thẳng trên và mình đưa qua bên phải. Cũng như vậy, mình vươn căng hết và mình thực hiện 5 đến 10 giây. Cố gắng mình giữ cho người mình thẳng, mình không có bị xéo. Thì khi đó nó mới được căng. Mời các bạn cùng theo dõi hướng dẫn chi tiết thực hiện động tác khởi động thứ 3. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện động tác thứ 3. Động tác này nó khác động tác thứ nhất thứ 2 một chút là hai chân mình để song song và để rộng hơn động tác 1 và 2. Và mình khóa hai tay mình đẩy thẳng về phía trước, người mình cơ cố gắng song song.
mông với mặt đất và hai chân luôn luôn thẳng, thì lúc đó cái đùi sau với mông mình nó sẽ được căng, và động tác mình giữ 5 đến 10 giây, và mặt mắt mình hướng về phía trước. Và bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi hướng dẫn chi tiết với những cái người khởi động mà không biết chuẩn là như thế nào như mình, thì các bạn sẽ biết là mình cần nên phát huy cái gì và duy trì cái gì bạn nhé. Bây giờ hai chân mình để song song, mình để rộng rộng ra một chút nữa. Ok, và mình khóa hai tay để hẳn về trước, rồi mình cúi người xuống song song với mặt đất. Hai chân mình lưu ý là mình luôn luôn thẳng, thì lúc đó cái cơ đùi sau mình sẽ được căng, và động tác mình giữ từ 5 tới 10 giây, cố gắng hít thở đều. Tiếp tục mời các bạn cùng theo dõi thực hiện động tác khởi động thứ tư. Bây giờ mình sẽ thực hiện động tác khởi động thứ tư. Hai chân mình dang rộng ra song song với nhau, hai tay mình đan vào nhau, và mình đưa thẳng maximum xuống mặt đất. Nếu mà ai chạm đất rồi thì mình có thể tăng độ khó hơn. Mình đẩy ra sau thì động tác này sẽ căng hết phần đùi, phần mông và phần lưng của mình sẽ thực hiện hết. Mình sẽ thực hiện từ 5 tới 10 giây. Với động tác này thì chúng ta sẽ phát huy cái lợi ích nào anh? Thì nó sẽ giúp mình căng hết cái phần mông, đùi và giãn hết cái lưng, giúp mình tập sẽ tốt hơn, không bị chuột rút. Dạ. Và bây giờ để giúp thực hiện thử. Đầu tiên hai chân mình đứng song song, đứng rộng, rồi hai tay đang vào nhau, rồi mình đẩy maximum xuống đất, rồi cố gắng càng tốt. Khi nếu mà mình chạm đất rồi mình có thể tăng độ khó, mình đẩy xéo hay sao, mình căng hai phần đùi sau mình cứ có thể, và mình thực hiện 5 tới 10 giây. Bây giờ mình sẽ tới động tác căng cơ cuối cùng, là động tác căng cơ thứ 5. Thì hai bàn chân mình đứng song song, rộng bằng vai, hai tay mình cũng đang vào nhau mà đưa về phía sau lưng. Mình đẩy maximum, căng thì căng hai cái vai, cố gắng hai xương bả vai chạm gần nhau nhất có thể, và mở hết cái ngực ra. Cái mặt của mình á, mình hướng về phía trên. Mình thực hiện động tác này được từ 5 tới 10 giây. Cố gắng căng hết hai cái vai, căng hết sức có thể, hai xương bả vai mình cảm nhận nó ép càng chặt vào, mở hết ngực có thể, và mắt mình hướng lên trên trời, hít thở đều, mình thực hiện từ 5 tới 10 giây. Như vậy thì chúng ta đã theo dõi hướng dẫn chi tiết từ huấn luyện viên Thanh Duy cách để mà khởi động 5 động tác thật là đúng cách. Và thưa anh, trước khi mà chào các bạn thì anh có một cái lời khuyên nào để gửi đến các bạn hay không ạ? Thì lời khuyên là trước vào buổi sáng khi ngủ dậy và trước khi mình tập một bài tập nào đó, mình nên khởi động kỹ những động tác này, thì nó sẽ giúp mình tập tốt hơn và không bị chuột rút và lưu thông máu huyết tốt hơn. Dạ, cảm ơn những cái lời chia sẻ từ anh, cũng như là cảm ơn anh đã tham dự buổi trao đổi hướng dẫn chi tiết trong hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.